thưa quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn đã từng nghe những bài hát viết về các sự kiện lịch sử của đất nước Việt Nam trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, à, hoặc quý vị đã từng nghe những ca khúc viết về những anh hùng hào kiệt, trí dũng song toàn, những trí sĩ đã xả thân vì nước vì dân. À, vâng, những bài hát đó chính là thể loại sử ca Việt Nam. từ xa xưa, những tác phẩm sử ca đã khích lệ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời còn là những bài học lịch sử bằng âm nhạc. tuy nhiên trong đời sống hiện nay Thể loại sử ca dường như ít được nhắc tới. Vậy nguyên nhân vì sao? Làm thế nào để giới trẻ hiện nay hiểu thêm được về ý nghĩa vai trò của thể loại sử ca Việt Nam và hiểu sâu hơn nữa về lịch sử Việt Nam? Cuộc tọa đàm âm nhạc hôm nay với chủ đề Vai trò của thể loại sử ca Việt Nam trong đời sống hiện nay được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của một số nhạc sĩ của thành phố Hồ Chí Minh, đó là các nhạc sĩ, nhạc sĩ Binh Châu, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương và nhạc sĩ Vũ Hoàng. À, xin chào các nhạc sĩ ạ Trước hết là xin cảm ơn các nhạc sĩ đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi hôm nay à, Thưa các nhạc sĩ Trong phần đầu của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được đề cập tới Những tác phẩm sử ca Việt Nam của các nhạc sĩ thuộc thế hệ đi trước Chắc chắn là các vị khách mời cùng với các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình đã từng nghe những ca khúc như là Bạch Đằng Giang của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, lời thơ Mai Văn Bộ, rồi tác phẩm Hùng Vương của nhạc sĩ Thẩm Oánh, tác phẩm Bóng Cờ Lao của nhạc sĩ Hoàng Quý hay là tác phẩm Gò Đống Đa của nhạc sĩ Văn Cao và rất nhiều những tác phẩm khác nữa viết về sự ca Việt Nam. Vậy thì xin các vị khách mời có thể cho biết cái cảm nhận khi được nghe những cái bài hát đó. À, trước hết là xin mời nhạc sĩ Minh Châu ạ. Những cái tác phẩm mà trước đây từ ngay từ ngày bé và khi mà còn đi học mình đã giành dựng những tác phẩm mà của nhà sĩ Lô Phước ví dụ như một cái liên khúc từ Hội Nghị Yên Hồng, Bạch Đằng Giang, Hải Chi Lăng vân vân và rất nhiều những cái tác phẩm mà như Bóng Cờ Lâu hoặc là trước đây thì cái thời mà còn đi học mình đã được nghe thì mình thấy là đó chính là những cái bài học vỡ lòng về âm nhạc, về nhạc sự của Việt Nam đó mà mình được nghe, nghe từ bé. Trong à, còn nhớ là khi mà châu giàn uh, dựng, cũng nguyên một cái đội hợp ca, liên khúc ba bài Ai Chi Lăng, Bạch Đàng Giang và Hội nghị Yên Hồng của nhà sĩ Lưu Phước á, thì hồi đó là còn là sinh viên đó thì là ở trường trong cái lúc mình mình giàn dựng á là mình chạy nước mắt và tất cả các bạn đó sau khi hát xong mà sau này rất nhiều người ở nước ngoài cũng rất là nhắc lại những cái 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 kỳ đoạt giải của cái kỳ hội diễn đó nói chung là một cái cảm xúc rất là hùng hồn nhưng mà nó thấm đẫm cái tình người Việt Nam trong trong những cái tác phẩm đó và tôi nghĩ là ít nhiều gì cái người hát và người mà nghe được những cái bài hát đó là họ cũng sẽ có những cái phút mà họ, họ rung động, hồi tâm lại, nhìn về cái ký ức một cách rất là tự nhiên. Tự nhiên ở trong lòng họ nó trỗi lên những cái thuộc về tình yêu dân tộc, tình yêu quê hương đất nước con người Việt Nam với cả một chiều dài lịch sử, với biết bao thăng trầm, với biết bao nhiêu cái sự kiện mà đáng nhớ đó. À vâng, tiếp theo thì xin mời ý kiến của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương ạ. Những cái bài như Minh Châu đã nhắc thì từ nhỏ tôi cũng đã được nghe rồi. À, khi nghe đến những bài đó, à. À, tự nhiên có cảm giác có như người ta cũng học lịch sử. Nghe à. những bài Hai Bà Trưng, nghe những bài bạch Đằng Giang hoặc là nghe những bài khác. có à. như là mình biết về lịch sử thông qua những bài hát. À. Thì đó cũng là một cách rất là hay và mình cảm thấy là những bài đó qua bao nhiêu thế hệ rồi mà nó vẫn được nhiều người hát đến bây giờ này. Nó à. vẫn sống mãi với thời à. gian và vâng, còn nhạc sĩ Vũ Hoàng thì có bổ sung thêm ý kiến gì không ạ? À, xin mời nhạc sĩ. ạ. Đối với cá nhân tôi với dòng nhạc sử cao của các nhạc sĩ tiền bối thì từ thời trai trẻ cho tới bây giờ tôi vẫn hết sức xúc động bởi vì đó là hình ảnh của đất nước của mình, đó là những danh thắng, những vị tướng tài ba của đất nước, ấn tượng với lịch sử của đất nước của chúng ta và đây là những cái bài học lịch sử truyền thống thông qua những cái tác phẩm ấy thì bản thân tôi và thế hệ nhạc sĩ của chúng tôi cũng giống như bây giờ vẫn là một sự học tập để thấy rằng quê hương đất nước của chúng ta hết sức là bao la, vĩ đại và những truyền thống uh, gìn giữ đất nước, bảo vệ Tổ quốc hết sức là cụ thể, hoành tráng, đó là cái niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam của chúng ta. Khi nghe sử ca Việt Nam đều thấy rõ ràng rằng thấy ông bà, thấy tổ tiên của chúng ta những người đã đổ máu xương máu mồ hôi nước mắt để mà gìn giữ cho đến ngày hôm nay chủ quyền của tổ quốc của đất nước của chúng ta mãi mãi trường tồn và chúng tôi hết sức là hạnh phúc với những tác phẩm nghệ thuật ấy Vâng, quý vị và các bạn khi nghe chương trình thì cũng đã nghe được những tình cảm, những cái cảm nhận của các nhạc sĩ đối với thể loại sử ca Việt Nam để cho các bạn trải hiểu thế nào là sử ca ấy, thì xin uh, nhạc sĩ Minh Châu có thể giải thích khi mà sáng tác một một tác phẩm sử ca ấy, thì nó có gì khác so với sáng tác một ca khúc thông thường yeah. nhạc thì. sĩ có thể đưa ra một cái khái niệm ngắn gọn thế nào là sử ca và những cái công đoạn sáng tác một tác phẩm sử ca. Châu cũng chỉ có một cái ý khái niệm như vậy là qua những cái tác phẩm mà Châu đã viết chẳng hạn như hai cái trường ca bức tranh non nước và trường ca người Việt thì ở trong đó nó mang cái tính chất là nó diễn tả lại tất cả những cái đặc trưng về địa lý lịch sử kinh tế về chính trị những cái đặc trưng về văn hóa lịch sử của Việt Nam thậm chí ngay cả những cái điển tích nữa à. những điển tích không có thật nữa và tất cả ngay những cái con người những cái địa danh cụ thể việt nam thì đó là một hình thức mà viết sử bạn bè mình họ cũng ví von là như vậy nhưng mà tuy nhiên theo châu á cái sự ca của việt nam á, thì là chính là nó thấm đẫm ở trong cái đời sống chúng ta đi ngang qua núi bân ở huế chúng ta biết à ah, chỗ này là vua quan trung đã từng xưng vương ở đây chúng ta đi ngang qua cái sông danh chúng ta nghĩ à ah, cái thời trịnh nguyễn là coi như là cái sông danh này là cái nơi mà hai bên tương tàn với nhau đó thì cái đó nếu mà chúng ta đưa vào âm nhạc những cái uh, tên người địa danh và những cái sự kiện lịch sử của Việt Nam để có thể là các bạn mà nghe nhạc á mà nhớ lại được những cái đó thì thật là ngẫu nhiên nó đem lại những hiệu quả vậy. cái khái niệm sự ca cũng giống như là cái hoạt động để mà vực dậy cái sự ca của Việt Nam thì chắc có lẽ anh Phạm Đăng Khương là người rành nhất về cái này xin mời. nó vâng xin mời nhạc sĩ Phạm Đăng Khương. Ạ. Cách đây khoảng vài năm khi ừ. nhà văn hóa thanh niên dự kiến tổ chức cái cuộc vận động sưu tầm tuyển chọn và giới thiệu sử ca Việt Nam. Cũng có nhiều người nói là sử ca là những bài mà người ta đã viết cả mấy chục năm, năm, bảy chục năm, về trước cả trăm năm nữa rồi, là những bài đó mới sử ca chứ còn những cái bài mới sau này, mới viết sau gọi là sử ca. À. Thì bây giờ ban tổ chức cũng như những người làm chương trình đó, cũng không có tranh cãi về cái định nghĩa sử ca, thế nào là sử ca. À. Nhưng mà mục đích chính là muốn thông qua những cái cuộc vận động đó để cho trong mọi giới từ các bạn học sinh sinh viên cho đến trong người dân biết và yêu lịch sử Việt Nam nhiều hơn à, những bài như đã giới thiệu từ nãy viết đã hàng năm bảy chục năm về trước bóng cờ à. lao Bạch Đàn giang hội nghị duyên hồng V vân à. thì những bài sau này trong cái cách tổ chức chúng tôi chúng tôi cũng gọi đó cũng như là những bài sứ ca luôn ví dụ như là bài bạch đàn sử vàng lưu danh của anh vũ hoàng à, hoặc là nam quốc sơn hà của anh Vũ hoàng hay à, là bài à, chàng trai giống tuyệt vời của nhạc sĩ thế bảo à, hay là bài lê quý đôn của nguyễn tiến hưng một số bài của anh minh châu đã giới thiệu chẳng hạn như mà những bài nào mà uh, viết về lịch sử việt nam à, thì tạm gọi như đó là lịch sử gọi lịch sử là, là những bài sử ca để cho thông qua những bài hát mà người ta biết về lịch sử một cách là tự nhiên hơn yêu quê hương đất nước và yêu lịch sử tổ tiên của mình nhiều hơn. Vâng. À, qua lời giới thiệu của nhạc sĩ phạm đăng khương thì chắc chắn là chúng ta cũng đã thống nhất được rằng là những cái tác phẩm mà viết về những đề tài lịch sử, viết về các anh hùng dân tộc, viết về những cái giai đoạn trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đúng không ạ và tái hiện lại bằng âm nhạc thì đó là thể loại sử ca. vừa rồi nhạc sĩ phạm đăng khương cũng có nhắc tới những cái tác phẩm mới của các nhạc sĩ đương thời à, ví dụ như nhạc sĩ vũ hoàng với uh, nam quốc Tôn Hà hoặc là đặc biệt là nhạc sĩ Minh Châu thì có hai trường ca đó là trường ca non nước và trường ca người Việt đúng không ạ và bên cạnh đó thì chúng ta có thể nhắc tới nhạc sĩ Phạm Đăng Khương với cái tác phẩm mà Phất Cờ Nương Tử đúng không ạ yeah. và bên cạnh nữa thì là chàng trai giống tuyệt vời của nhạc sĩ thế bảo này rồi nhạc sĩ trương quang lục thì có người anh hùng cờ lau nhạc sĩ nguyễn văn hiên thì có thăng long mùa xuân đại thắng nhạc ừ. sĩ lê quang thì có dòng máu lạc hồng rồi nhạc sĩ đặng nhân mai ở hà nội thì có côn sơn lớp lánh Sau khuê hoặc là linh thiêng một cái tiên rồng và ừ. có thể nói là cái lực lượng các nhạc sĩ đương thời hiện nay thì sáng tác khá nhiều tác phẩm dự ca nhưng tuy nhiên chúng tôi cũng thấy có một điều là những cái tác phẩm này dường như vẫn chưa đến được với đông đảo công chúng và nhất là các bạn trẻ thế thì nhạc sĩ vũ hoàng có thể cho biết là cái vị trí của cái thể loại sử ca Việt Nam hiện nay làm thế nào để cho các bạn trẻ biết tới nhiều hơn và cái vai trò của những tác phẩm sử ca đối với thế hệ trẻ hiện nay. Tôi nghĩ là đây là cái đối tượng dành cho các bạn trẻ đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên. Còn cái vấn đề mà để phổ biến được những tác phẩm đó đến với công chúng đến với mọi người đấy, thì tôi nghĩ rằng cái khả năng của anh nhạc sĩ gì là người sáng tác thôi. À. Còn các bộ phận các cơ quan có trách nhiệm về văn hóa nghệ thuật Ờ, thì phải có trách nhiệm với cái chuyện này. Ờ, chúng tôi cũng uh, được chia sẻ một điều đó, là từ năm 1993, tôi là một trong những nhạc sĩ đã viết về những bài hát mà chúng ta bây giờ gọi là sử ga đấy. Thì quả thật lúc bây giờ chúng tôi đi tìm bài hoặc đi đặt bài các nhạc sĩ rất là vất vả. Bởi vì chúng tôi ít nhất là trong, trong thâm tâm tôi cái quá trình làm việc đó thì đã từng gặp bốn nhạc sĩ mà họ xin lỗi họ từ chối bởi chỉ một lý do đơn giản thôi thì họ nói là cái lịch sử về đất nước thì họ nắm họ 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 biết hết đó. À. nhưng mà để triển khai nó trở thành một cái bài hát thì rất rất là khó khăn cái khả năng là các anh không tham gia được à. À, thì điều đấy là để nói thêm một điều là riêng về sử Ga không phải ai cũng thể sáng tác được nếu bạn không yêu mến nếu bạn không sống trong cái dòng lịch sử đó của dân tộc bạn không có chia sẻ những tình cảm những tình thương mến thương thì rất khó thể hiện bằng lời ca bằng âm nhạc và chúng tôi nghĩ rằng cái trách nhiệm cuối cùng là nhà trường mà muốn nhà trường làm được điều này thì nên phải có một sự hỗ trợ cho phía nhạc sĩ sáng tác. Có nghĩa rằng cái công việc này nên là công việc thường xuyên động viên anh em nhạc sĩ của hội nhạc sĩ Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái cái tác dụng và cái hiệu ứng của hội nhạc sĩ Việt Nam khi mà đề nghị các nhạc sĩ Việt Nam của chúng ta trên cả nước cùng đồng lòng sáng tạo thêm những ca khúc viết về lịch sử của Việt Nam của chúng ta thì chúng tôi được nghĩ rất là hay. thì khi mà cái biện pháp để trở lại đến với cái đời sự đời sống bình bình thường đó mà, à. thì tôi nghĩ rằng báo đài và đặc biệt là cơ quan truyền thông như đài tiếng nói Việt Nam của chúng ta, đài truyền hình Việt Nam của chúng ta cùng các đài địa phương khác nên có một cái những chuyên mục âm nhạc riêng dành riêng cho bạn trẻ đặc biệt là học sinh sinh viên về những cái bài hát truyền thống về sử ca từ xưa cho tới bây giờ và tôi nghĩ đây là cái bài học rất là tốt cho cái thế hệ trẻ. Và, và quay trở lại với những cái khó khăn khi mà sáng tác về sử ca ấy, thì làm về phía nhạc sĩ Minh Châu khi mà bắt tay vào sáng tác những uh, tác phẩm sử ca thì nhạc sĩ gặp phải những cái khó khăn gì? và rồi khi mà anh Hoàng phát biểu ấy, Châu ngồi à. Châu gật gù <laughs> tức là những người viết về quê hương đất nước con người Việt Nam mà nhất là khi chúng ta muốn sử dụng ngay bằng âm nhạc dân tộc của Việt Nam tức là chất liệu bằng âm nhạc dân gian của Việt Nam à. vận dụng từ các cái thang âm điệu thức của Việt Nam thì chúng ta cần phải đủ một cái kiến thức tổng quát thứ nhất là về địa lý lịch sử của việt nam cái thứ hai nữa nếu mà anh là một nhạc sĩ mà anh viết cái đó thì anh phải thất rành rẽ một cách thấu đáo thang âm điệu thức của việt nam ở các vùng miền để khi mà chúng ta muốn nói bằng cái tiếng lòng bằng cái tiếng âm nhạc của Việt Nam nói lên những cái sự kiện đặc trưng về lịch sử của Việt Nam về địa danh, về con người Việt Nam mà dùng bằng chất liệu âm nhạc dân tộc Việt Nam à. thì chúng ta sử dụng một cách chính xác cho viết về nhận định về cái cách mà vận dụng âm nhạc dân gian kết hợp với tính đương đại của tác phẩm như thế nào đó để tránh cái trường hợp rằng một tác giả nào đã muốn viết một cái bài về lịch sử nhưng mà cái kiến thức của họ nó bị lỗ hỏng hoặc là nó 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 chưa cái đủ độ chính chắn và chính xác thì uổng quá <laughs> Chính cái đó là một cái áp lực tâm lý Đòi hỏi một trách nhiệm rất là cụ thể Đối với mỗi một người sáng tác Khi mà anh đặt bút viết về quê hương đất nước Con người sự kiện lịch sử của Việt Nam Anh phải ý thức được rằng anh đủ cái hiểu biết Để mà Đúng anh thức. viết cái đó cho nó chính xác không Để anh viết ra được cái hồn cốt Cái ý nghĩa của cái sự kiện lịch sử đó Cái đặc trưng đó của Việt Nam Thì anh hẳn viết yeah. à, và. Thôi Thì uh, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương có đồng ý với những uh, quan điểm Của nhạc sĩ Minh Châu vừa rồi không ạ tôi nghĩ là cái chuyện uh, viết là khó thì đã đành nhưng mà cái yếu tố quan trọng hơn để động viên người sáng tác á. tức là những cái bài mình viết ra phải được vang lên mà được các cơ quan truyền thông tổ chức giới thiệu để mà đến được với công chúng đó à. là niềm vui à. dù có khó cách mấy người ta cũng sẵn sàng người ta dành thời giờ tâm huyết người ta suy nghĩ đầu tư để mà viết à. và tôi nghĩ là sẽ có tác phẩm hay trước khi bắt tay vào viết sử ca ấy, thì đầu tiên người nhạc sĩ phải hiểu lịch sử và sử dụng cái chất liệu âm nhạc của từng vùng miền và của từng giai đoạn lịch sử cho phù hợp đối với nhạc sĩ phạm đăng khương ấy, khi nhạc sĩ sáng tác phát cờ đương tử thì nhạc sĩ tiếp cận với cái đề tài này như nào nhạc sĩ có tìm hiểu về quá trình lịch sử rồi là sử dụng âm nhạc làm sao để cho nó, nó bật lên một hình ảnh của một vị tướng tài trước khi viết được cái bài này là tôi có người bạn là anh lê minh quốc là nhà thơ đó vâng, vâng. anh cũng có nghiên cứu về lịch sử vâng. anh gửi cho tôi một tập tài liệu của nhiều doanh nhân à, trong đó mình đọc hết nhưng mà cuối cùng mình thấy cái chọn cái đề tài này thứ nhất là có thể là viết và khi mình nghĩ mình viết cái bài này như một cái ca khúc bình thường đó, thì nó có thể chưa chuyển tải được hết nội dung à, cái trận đánh của hai bà trưng nó oanh liệt như thế nào thì, thì mình viết gần như là một cái hợp xướng như môi trường ca ngắn như đó. phải nghiên cứu đọc hết cái tư liệu quên quốc gửi xong mình lên internet mình đọc thêm những gì liên quan rồi mình sử dụng chất liệu nhạc gì mình viết thì vậy hát có thể là nó mới đáp ứng được yêu cầu À, thưa nhạc sĩ vũ hoàng trong suốt cái chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước ấy, thì chúng ta có rất nhiều những cái bước thăng trầm và những cái giai đoạn khác nhau vì vậy cái việc mà tái hiện lại lịch sử bằng nghệ thuật ví dụ trong thơ ca kiến trúc của hội họa điêu khắc đã có rất nhiều những tác phẩm quay trở lại với không gian của âm nhạc ấy, thì là theo nhạc sĩ vũ hoàng là đối với những tác phẩm sử ca của việt nam đã đủ để khắc họa lại những cái giai đoạn lịch sử của việt nam trong suốt chiều dài từ trước đến nay chưa ạ chưa đủ đâu vâng. bởi vì các nhạc ít sĩ ít là vậy? sau này thôi mà vâng, từ thế hệ vâng. tiền bối tới bây giờ cũng vậy thôi khi phản ảnh lại đó, thì vẫn còn thiếu cho vâng. chính bản thân tôi này, là tôi vẫn, vẫn 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 trăn trở vấn đề này, này còn tiếp tục và do đó tôi nghĩ rằng đó là chính bản thân mình sẽ có một cái album riêng vâng. về cái dòng sử ca vâng. à, những tác phẩm chúng tôi đã làm được rồi và tiếp tục tiếp tục nữa vâng. bởi vì cái đất nước của chúng ta vì cái lịch sử của đất nước của chúng ta nó một sự liên tục từ khi chống những giặc ngoại xâm á, thì nó có nhiều giai đoạn lịch sử vâng. và cho tới ngày hôm nay À, thì chúng ta vẫn tự bảo vệ với đất nước quê hương với chủ quyền dân tộc của chúng ta bằng nhiều biện pháp trong đó có hoạt động nghệ thuật âm nhạc và tôi nghĩ rằng tôi và các nhạc sĩ khác cũng đều có sự trăn trở và trong trong tương lai thôi là, à, là, sẽ là. có nhiều tác phẩm cùng đề cập tới cái đề tài về sử ca của chúng ta bởi vì đây là một cái niềm tự hào của đất nước vừa là động viên vừa là dân dậy vừa là những điều truyền tải kể cả cái truyền thống dân tộc của chúng ta cái truyền thống dân tộc của chúng ta lấy đại nghĩa thắng hung tàn mà và, và. À, do đó chúng tôi rất là xúc động do đó các nhạc sĩ đã từng viết rồi thì chúng ta hết sức là hoan hô nhưng mà quả thật vẫn còn nhiều để mà nhiều mảng nhiều nhân vật nhiều góc độ lịch sử mà nhạc sĩ vẫn chưa có khả năng để có thể khai thác để trở thành tác phẩm được. Vâng. và tôi đều đó, tôi nghĩ các nhạc sĩ khác họ cũng đều chia sẻ với tôi điều đó. Vâng. và điều ấy có nghĩa là cái công việc này của những người nhạc sĩ chúng tôi nữa vâng, vẫn vâng. tiếp tục phải làm, vẫn tiếp vâng. tục phải làm. vâng và qua ý kiến của nhạc sĩ Vũ Hoàng thì chúng ta thấy hai vấn đề. thứ nhất là những cái tác phẩm sử ca nếu như thống kê theo những giai đoạn lịch sử thì chúng ta chưa đủ. bởi vì là một cái quá trình dựng nước và giữ nước của chúng ta có rất nhiều những giai đoạn, những bước thăng trầm khác nhau và những sự kiện khác nhau trong lịch sử. và tiếp theo nữa là nếu như trong một tác phẩm với thời lượng rất là ngắn của sự Ca thì không không thể tóm lược được tất cả những cái quá trình lịch sử. Chính vì vậy nó đã phát sinh ra cách thức làm khác nhau của các nhạc sĩ. Có thể là các nhạc sĩ đưa vào trong một tác phẩm mà ngắn trong thời lượng ngắn chỉ vài phút, 5 phút, 7 phút, nhưng cũng có những nhạc sĩ dành những cái tâm huyết của mình còn làm sao để khắc họa được những cái giai đoạn lịch sử dùng những cái thể loại gọi là trường ca và điển hình là nhạc sĩ Minh Châu. Vậy thì là khi mà bắt tay vào viết cái thể loại trường ca, ví dụ như là trường ca người Việt hoặc là trường ca non nước ấy, thì nhạc sĩ gặp những cái khó khăn gì? để đưa cái tâm huyết của mình vào âm nhạc Thật sự là cái khó khăn trong loại cảm thấy là nó không nhiều Mà. Bởi vì nó có được cái thuận lợi như vậy ngay từ bé để Tất cả những cái thang âm điệu thức của âm nhạc dân nhân Việt Nam từ lời ru câu hò nó đã gây cho mình những cái xúc động rất là mạnh mẽ cộng với lại một cái sự ham hiểu biết tìm hiểu về tất cả những cái văn hóa việt nam giống, giống như là văn hóa nước ngoài nữa từ thời còn thiếu niên rồi cái nhìn của mình với một cái nhìn chung một cái quan điểm chung về cuộc sống về con người về xã hội của việt nam mà mở rộng ra cả ngoài thế giới nữa nó tạo cho mình một cái nhìn tương đối là mình có một cái định hình khá rõ nét về nhân sinh mà. À, thành thử là khi mà làm hai cái trường ca thứ nhất là trường ca bức tranh non nước là châu viết từ năm 1999 đến năm 2003 thì nó ra đời à, và trường ca người việt thì từ năm 2003 cho viết tiếp cho đến à, 2010 nó ra đời như vậy tổng cộng hai cái trường ca nó chiếm của châu hết 11 năm trời tuy nhiên à, mình cảm thấy cái thuận lợi chính là khi mình viết được nó mình giống như tất cả những cái nỗi niềm mà mình đã ấp ủ bấy lâu ở trong lòng mình cái tình yêu thương của mình đối với quê hương và con người việt nam nó được nói ra À, thì đó là một cái niềm hạnh phúc rất lớn và cho đến bây giờ cũng vậy nữa khi mà nghe lại những tác phẩm đó hoặc là thậm chí lúc ở trong phòng thư dựng cho tùng dương hoặc là nhóm năm dòng kẻ hát bài hồn việt cô gái việt thì cho vẫn có thể chảy nước mắt à. vẫn có thể rung động vẫn có thể chảy nước mắt khi mà nghe lại những cái điều đó bởi vì sao đó là tiếng lòng của mình mình được nói ra để đi tìm bạn tri âm thì là khi mình được giải bày cõi lòng thì đó là một niềm hạnh phúc. Thật sự nó cũng có những cái khó khăn. Khó khăn là cái ngày thứ nhất mình cần phải có một cái tổ chức trước khi mình viết một cái trường ca. À. Mình sẽ bố cục như thế nào? Tại vì trường ca là một thể loại là gồm nhiều ca khúc, nó nằm trong một bố cục chỉnh thể. Nhưng mà mỗi một cái ca khúc, mỗi một phân đoạn đó nó có một cái chức năng riêng rẽ mà không phân đoạn nào khác thay thế cho nó được. À. Ngoài cái cấu trúc về âm nhạc. À, chẳng hạn ví dụ như cho nói là trường ca bức tranh non nước nó gồm có bốn phần phần một là lời ru đất bắc À, phần 2 là tiếng vọng miền trung, phần ba là giọng hò phương nam và phần 4 là Việt Nam gấm hoa là tổng hòa của cả ba miền. đương nhiên nó sẽ phải dùng cái những cái âm nhạc thang âm điệu thức đặc trưng của, của từng miền riêng. Vâng. Rồi, vâng. cái thứ hai những cái đặc trưng về địa lý lịch sử, à, những cái địa danh tên người cho đến những cái dấu ấn về văn hóa của ba miền nó phải mình phải chọn lọc rõ nét nhất cái gì nó là cái đặc trưng nhất của cái vùng miền đó. Từ con sông ngọn núi, từ cái cái làn điệu âm nhạc dân gian, từ cái những cái đặc trưng thậm chí cho còn đưa vào trong đó cả cái phần thuyết học thuyết âm dương nằm trong đó tức là nó có cả tam tài thiên địa nhân nhân trí dũng là bắc trung nam rồi nó có cả tứ tượng ở trong đó nó có cả ngũ hành trong đó và có cả bát quái ở trong đó ở trong những hình thức cấu trúc các cái ca khúc ở trong đó của mình đó là à. về cái hình thức âm nhạc thôi nhưng mà riêng về cái nội dung vẫn là quan trọng nhất mình phải chọn lọc tất cả những cái gì đặc trưng nhất đầu tiên cái khó khăn của cái trường ca là anh phải có một cái bố cục chỉnh thể giống như anh là một cái trúc sư anh phải thiết kế lên một cái tòa nhà với tất cả những cái mảng khối bố cục của nó nó phải liên lạc nhưng mà mỗi một cái nó độc lập nhưng nó phải kết hợp với, với nhau, với nhau vâng. để tạo ra một cái chỉnh thể vâng. cuối cùng to mà hoàn chỉnh nhất ừ. ngay như trường ca người việt vậy, nó gồm có năm phần phần thứ nhất là chàng trai nước việt phần thứ hai là cô gái việt phần ba là duyên việt tức là muốn nói đến chàng trai cô gái từ cái lạc long quân cho đến âu cơ đã đến với nhau vâng. tạo thành cái duyên việt để đẻ ra thế hệ thứ tư đó là phần bốn trẻ thơ việt ừ. thì tất cả những cái thế hệ đó người việt già trẻ lớn bé đó sẽ cùng cất lên tiếng nói đó là hát lên bài phần năm hồn việt nói lên tiếng nói nội tâm của người việt nam nhắc lại tất cả những cái đặc trưng tốt đẹp nhất mà vốn có của con người việt cổ từ xưa cho đến bây giờ để ít nhiều gì con người ngày nay khi mà nghe cái đó những cái người nào mà chẳng hạn ví dụ đã đang bị cuộc sống nó tha hóa hoặc nó làm cho mình bị băng hoại bị lôi cuốn theo cái danh lợi của cuộc sống khi nghe cái đó mình mong mỏi rằng sẽ có một lúc nào đó họ lắng lòng lại để Hả? họ lôi họ trở về những cái vốn dĩ tốt đẹp mà truyền thống vẫn có của người việt của mình bàn, thì bàn. cái ý nghĩa giáo dục nó nằm ở trong đó thì mình sẽ phải truyền tải vào trong đây bằng cách mình sắp xếp vào trong đó thì cứ là cái trường ca người việt châu cũng phải sắp xếp năm phần đó như thế nào để để nó diễn tả được tất cả những cái đặc trưng của con người việt nam nhất gồm có trai gái già trẻ lớn bé như vậy bàn. và cái thứ hai nữa cái quan trọng hơn đối với châu là và nó cũng là cái khó khăn hơn đối với người viết nhạc là nhất là khi mà viết cái đó mình muốn dùng viết về người việt nam viết về quê hương việt nam với cái thang âm điệu thức của việt nam từ chất liệu âm nhạc dân gian của trường việt nam thì cái này nó không phải là sự tìm hiểu hoặc sự cố gắng trong một ngày một giờ hoặc là trong một thời đoạn ngắn rồi đó à. mà nó là cả một cái sự nghiên cứu cả một đời người nữa kìa vâng, vâng, vâng. cho đến bây giờ châu vẫn là coi như là vẫn mệt mài nghiên cứu về cái đó à, và thậm chí là về âm nhạc dân tộc à, về nhạc cụ dân tộc cho có thể chơi được chín nhạc cụ dân tộc à. và chính trong cái chơi chín nhạc cụ dân tộc đó thậm chí trước đây có những đêm suốt đêm cho ngồi cho đánh đàn bầu hoặc là có khi là cả một buổi chiều ngồi đánh cho đến tối đánh trên cái đền nguyệt thì mình đi vào những cái cái rung cảm của mình đi vào trong những cái làn điệu âm nhạc của Việt Nam vậy mà thực tế mình thấm đẫm vào trong đó như vậy để mình càng hiểu ra là kho tàng âm nhạc dân gian cực kỳ mênh mông rộng lớn trước cái giờ cũng có một số người khai phá và thực sự mẹ Việt Nam rất cần nhiều người con khai phá hơn nữa bởi vì cái kho tàng nó trầm tích 4.000 năm ngay như trong vấn đề phương diện sử ca mà anh em chúng ta đang nói ngay từ một cái đề tài thôi cũng có thể chúng ta nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau của nhiều tác giả khác nhau thì nó sẽ có những cái điểm đặc thù những cái điểm rất là thú vị khác nhau chẳng hạn ví dụ bây giờ cho nó một cái huyền thuyết về nàng tô thị đi à, một, một cái đá trong chồng đó nhạc sĩ lê thương viết hoàn ngọc phu với một cái nhìn của nhạc sĩ lê thương rồi ví dụ lê minh sơn viết đá trong chồng nó lại có cái độc đáo riêng của lê minh sơn tất cả những cái điều đó chúng ta càng đi sâu vào nó chúng ta càng thấy những cái ý nghĩa thâm sâu ở trong cái sự kiện đó ý nghĩa này nhiều khi nó không phải thể hiện ra bằng cách thống kê được mà nó là cái ý nghĩa về nhân văn ý nghĩa về đạo đức chẳng hạn như là cái câu mà hồi nãy anh Vũ Hoàng có nói đó từ một câu của Nguyễn Trãi đó đem đại nghĩa để thắng hung tàn lấy trí à. nhân mà thay cường bạo thì đó ngay trong cái trường ca người Việt của Châu đó, cái đó là phần đúc kết chúng ta đưa vào phần trong phần hồn Việt à. À, đem ươm mầm đại nghĩa trí nhân cả thắng hung tàn tức là luôn luôn mình lấy cái tấm lòng để mình hóa giải cái ác cái xấu đến với mình hiện tại thì tôi thấy nhạc sĩ Minh Châu đang rất là xúc động và trở lại tiếp tục câu chuyện thì là chúng ta cũng thấy là những cái tác phẩm về sử ca hiện tại nhất là các nhạc sĩ trẻ thì thường không biết à, theo nhạc sĩ phạm đăng khương ấy, thì cái nguyên nhân nó vì sao có phải là do cái kiến thức về văn hóa hoặc là do những cái 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 vấn đề khách quan khác về kinh tế hoặc là quảng bá hoặc là tất cả những cái cái vấn đề khác để các nhạc sĩ các nghệ sĩ trẻ ấy, là chưa dành tâm huyết để viết thêm những cái tác phẩm sử ca theo tôi thì không phải là các bạn trẻ không biết được đâu. Các bạn dạ. trẻ thực sự ra cũng rất là giỏi nhưng mà cũng như đã nói, nếu mà mình có một cái thỏa thuận gì đó giả sử là khi viết xong uh, bài đó uh, chất lượng tốt thì sẽ được uh, sử dụng để uh, được phát trên phát thanh truyền hình giới thiệu với công chúng thì tôi nghĩ là uh, vận động các bạn uh, trẻ thì cũng sẵn sàng viết và trong số những người viết như thế thì sẽ có những bài hay À. thực sự ra có phần lâu nay mình nói những sự ca này cũng chưa là có một cái sự thống nhất cũng như coi chưa có một cái sự chỉ đạo xuyên suốt từ cơ quan nhà nước à, còn các cái đơn vị làm nói chung là lẻ tẻ nhau làm nhiều khi tùy hứng là cái khác à, à. nó không có một cái kế hoạch căn cơ từ trung ương trở xuống à, gần như ai thích thì lấy làm chứ cũng không có sự chỉ đạo gì xuyên suốt à. ngay cả sáng tác như vậy người ta nghĩ là viết ra như vậy nhưng mà cuối cùng có được phổ biến gì được đâu cho à. nên cũng cũng thiếu tầm quyết để mà đầu tư để dành sáng tác mà anh nhạc sĩ vũ hoàng thì có có đồng ý với những cái ý kiến của nhạc sĩ phạm đăng khương không anh phạm đăng khương nói chính xác chúng ta thiếu một cái sự đầu tư từ lúc ban đầu và chúng ta chưa gì hết mà chúng ta nói Vậy các nhạc sĩ trẻ họ sẽ sáng tác không được đâu tôi cũng đồng tình như thế bởi các nhạc sĩ trẻ tôi tin các em sẽ viết được thậm chí sẽ có những cái tác phẩm xuất sắc sau khi sự sàng lọc trong công chúng luôn đó. cái điều mà chúng ta cần phải làm bây giờ là đài tiếng nói việt nam tiếp tục có một chương trình chuyên mục riêng về âm nhạc về sư ca và, và, và chúng ta quảng quảng cứ kiên kỳ đá như ca. vậy rồi bên cạnh ấy cùng hợp tác với hội nhạc sĩ việt nam chúng ta tổ chức một cuộc vận động sáng tác từ trung ương tới địa phương và tôi nghĩ rằng lúc bây giờ tạo một điều kiện một sức sống cho giới nhạc sĩ trẻ tôi à. tin rằng các bạn trẻ đoàn viên của chúng ta sẽ là những người đi đầu trong chuyện này Um, chào tôi xin nói thêm về phần này như dạ, anh bạn, Hoàng bạn. nói à, tức là à, cái phần mà anh Hoàng nói hôm nãy tôi cũng muốn phát biểu nhưng mà tôi nghĩ là chưa tới tức là giải pháp để wow. làm sao được à, theo tôi nghĩ là để mà có thể là những bài hát được lan tỏa đến và các em học sinh cũng như là hiểu biết về lịch sử của chúng ta nhiều hơn đà. thì có một cơ quan chuyên suốt chúng ta ví dụ như là ban tuyên giáo trung ương ra sử chỉ đạo toàn thể từ đài phát thanh truyền hình cho đến đoàn thanh niên cho tới hội liên thanh niên Việt Nam là một cái sự rộng khắp như thế à, còn đối với đài à, tiếng nói Việt Nam chúng ta là cơ quan cũng rất là gần gũi với chúng tôi cái bộ phận âm nhạc á, mình dành ví dụ như mỗi ngày 15 phút 15 phút là có thể phát được 3 bài đến 5 bài tùy ngắn hay dài đó nhưng mà à, qua thời gian vừa rồi chúng tôi thấy có những cái đề tài có những bài thì uh, tập trung viết vào đó rất là nhiều à có những vị còn ngược lại có những cái uh, vị tướng những danh nhân những cái sự kiện cũng rất là nổi tiếng như thế nhưng mà nó lại thiếu vắng những cái bài đó thì à, sau khi mình phát trên phát thanh truyền hình hoặc là cơ quan chúng tôi phát thì bây giờ nếu mà thiếu vắng những cái đề tài nào của những nhân dân nào mà chưa có bài hát đó, à, thì mình đề nghị các nhạc sĩ viết rồi đài chúng ta sẽ thu sẽ phát à, bây giờ à, hầu như trong cả nước các cái trường à, cấp 1 cấp 2 cấp 3 tức là phổ thông trung học cũng thường lấy tên của các doanh nhân để mà đặt, đặt tên, tên trường, trường. À, à, à. thì cũng đó là một cách thì tự nhiên mình có một bài á, tôi nghĩ là trường nào mà mang tên trần à. uh, đảo nguyễn trãi là đó thì sẽ, sẽ có bài hát truyền thống bài hát à, à, tự nhiên nó có cả một cái kho tàng về lịch sử những bài hát chính sự có thể khởi đầu từ đài tiếng nói Việt Nam nó lan tỏa đi khắp nơi mà tôi à và à. một cái sự kiện cả à. nước. Tôi cũng đồng ý à. với ý kiến của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương. Tức là nếu như chúng ta tiếp tục bổ sung những cái mảng đề tài về lịch sử thiếu, Mà chúng ta còn thiếu và Đấy. chúng ta hệ thống theo suốt cái chiều dài lịch sử từ trước à. đến nay. Tuy nhiên ý. chúng ta sẽ có một cái pho sử vàng bằng âm đúng thanh à. tức là bằng âm à. nhạc thì yeah. cũng là một cái cách để chúng ta lưu giữ lịch sử bằng âm thanh đúng không? À. Bằng âm nhạc. Thì nhạc sĩ Minh Châu có nghĩ như vậy không? À, những cái ý kiến vừa rồi của anh Vũ Hoàng và anh Phạm Đăng Khương thì Châu đã rất hiểu cái à, cái cảm giác đó. mình đã từng có cái cảm giác rất là cô độc và trên cái con đường mình đi đó, ừ. thậm chí trong những cái thời gian châu làm hai cái trường ca đó, thì nhất là cái trường ca người Việt khi mà mình làm thì từ hãng băng đĩa cho đến bạn bè đồng nghiệp, cho đến thậm chí là các cái bạn mà cũng đã từng làm sản xuất á, vâng, vâng. nói trời ơi làm cái này liệu có thắng không? Mình nói chắc chắn là không thắng. <laughs> để mình nói rằng mình dứt khoát với tư tưởng mình làm là biết chắc là mình thua, từ à. thua tới thua, xét về mặt kinh tế, về à. mặt kinh doanh, nhưng mà cái mình cần nó là cái khác chính vì cái mình cần đó là cái khi mà mình nói ra được tiếng lòng của mình là mình đạt được điều đó tuy nói là cứng với bạn bè như vậy nhưng thật sự trên con đường mình đi rất nhiều lúc mình cảm thấy rất là mệt rất là hoang mang rồi trên con đường đôi khi đi mình có cảm giác rất là cô độc mặc dù mình biết là con đường mình sẽ đi đến một cái đích mà mình mình muốn đi đến một cái chỗ một cái điểm đến tốt đẹp nhưng thực sự trên con đường đó đôi khi mình có cảm giác rất là lạc lõng rất là cô độc thành thử tất cả những cái biện pháp để mà hỗ trợ những cái người sáng tác về sự ca cũng giống như là những cái người mà à, làm sống lại cái cái tinh thần của dân tộc đó Đà. thì rất cần thiết sự hỗ trợ ở rất nhiều cơ quan ban ngành và cái cụ thể nhất như ở các phương tiện truyền thông đại chúng cũng giống như là của các cái đơn vị ở bên trên à, có những cái sự hỗ trợ về nhiều mặt Đà. đó là một cách là chúng ta làm cho những cái tiếng nói tốt đẹp nó được đi đến đến những tâm hồn người để làm cho tâm hồn con người Việt Nam ngày nó một hướng thiện hơn, tốt đẹp hơn. Vâng. À, nếu như mà làm được như thế thì tôi chắc chắn rằng là nhạc sĩ Minh Châu cùng với nhạc sĩ Phạm Đăng Khương hoặc là nhạc sĩ Vũ Hoàng và những nhạc sĩ đã từng quan tâm đến đề tài sử ca sẽ không đơn độc sẽ không độc hành trên cái con đường chúng được mình đi vui. và, và chắc chắn là sẽ được nhiều người ủng hộ nhưng tuy nhiên nếu mà làm được việc đấy thì nó là một bài toán rất là khó yeah. và trong một cái cuộc tọa đàm hôm nay chúng ta đưa ra những ý kiến như vậy thì rất là mong rằng là những người làm cái công tác quản lý về văn hóa nghệ thuật và những người có trọng trách để có thể vực được cái sử ca của việt nam phổ biến được với đông đảo công chúng thì họ phải có những cái công việc cụ thể trở lại với cái 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 vấn đề về lịch sử hiện nay ấy, thì tôi thấy có một thực tại cũng là lý do vì sao những cái tác phẩm uh, sử ca không đến được với các uh, bạn trẻ một lý do tôi thấy là bị hỏng hỏng từ một cái hệ thống giáo dục từ trước đến nay tức là chúng ta về giáo dục về lịch sử còn quá yếu quá thiếu và thậm chí trong đó có sai sót thì đối với cá nhân tôi thì đáng nhẽ uh, trong cái giáo dục về lịch sử chúng ta ngay từ trong môi trường gia đình uh, bằng những cái kinh nghiệm bằng hiểu biết của ông bà cha mẹ giáo dục cho các con cháu của mình bằng những bài học lịch sử, kể chuyện lịch sử cho các cháu nghe từ tuổi thơ đúng không ạ? Tiếp đến những cái bước mà các cháu bắt đầu được bước vào cái môi trường giáo dục của các nhà trường từ mẫu giáo cho đến các nhà trường phải được học lịch sử và phải học lịch sử bằng những cái thông tin chính xác nhất cũng như là hấp dẫn nhất. Tiếp theo đó là ra ngoài xã hội thì cái, cái trách nhiệm xã hội rất lớn, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông, trình độ thẩm mỹ và cái lòng yêu nghề của mỗi biên tập viên âm nhạc và tiếp nữa là các cơ quan tổ chức biểu diễn rồi phát hành băng đĩa vân vân. Chúng ta có rất nhiều khâu nếu như họ quan tâm thì rõ ràng cái sự ca của Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa và trở lại với cái vấn đề mà các bạn trẻ không thuộc sử Việt Nam mà thậm chí các bạn thuộc lịch sử của nước ngoài nhiều hơn thì là xin mời ý kiến của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương về cái vấn đề giáo dục để làm sao để các bạn trẻ có thể thuộc sử Việt Nam được hơn nữa cái đề tài này cũng vui là vừa rồi tôi đi học cái lớp chính trị mà không. trong đó có cái môn lý luận văn hóa thì cái đề thi hết môn lại có như thế này ừ. tức là vừa qua trong kỳ thi tốt, tốt nghiệp, nghiệp phổ thông tốt. trung học à. À, về môn lịch sử của chúng ta của đất nước à, số học sinh mà làm bài đạt yêu cầu á, là chỉ từ 0,3 đến 5% đạt yêu cầu à. môn lịch sử thì các bạn nghĩ sao về trường hợp này à, đó là cái đề cái đề thi hết môn à, trong đó thì trong lớp rồi cũng có thảo luận nhiều thứ đó là à, thảm họa trong thi trong à, đó Vậy. thì thì có nhiều người phân tích là thứ nhất là À, trước hết là cái hệ thống đào tạo của mình sách giáo khoa từ nhỏ cho đến lớn cái hội đồng biên soạn á, à. nó rất là nghèo nàn có nghĩa là bộ học sinh phải học những cái số liệu cụ thể học những gì mang tính chất học thuộc lòng mà thiếu cái sự khơi gợi à, cho học sinh à, để cho tìm cách cho các bạn hứng thú thay vì phải học thuộc lòng là không có hứng thú bên cạnh đó một cái đội ngũ giáo viên mà dạy môn lịch sử thì cũng chưa được quan tâm À. có những kỳ thi người ta cũng không buộc là phải thi cái môn lịch sử À. À, cho nên không ai học làm gì cho nên trong cái độ ngủ những người tâm quyết với cái bộ môn lịch sử là cũng chưa xứng đáng có thể vì nhiều thứ về chế độ đãi ngộ về cách bồi dưỡng của mình à, một phần nữa đó là trong uh, điều kiện đào tạo rồi ở ngoài xã hội như vũ hoàng lại nói trên các cái hệ thống truyền hình vâng, vâng. À, hầu như chiếu những cái bộ phim về lịch sử của nước ngoài rất là nhiều như thế coi đó thì người ta thuộc lịch sử nước ngoài nhiều hơn của việt nam là như thế vâng. à, nó do nhiều yếu tố như thế cho nên chính vì vậy cho nên cần phải có cái sự tính toán lại trong đào tạo còn cái mảng mà những bài hát là cái phần hương hoa nó phụ thêm và, và. nhưng mà cũng rất đáng cần thiết là bởi vì nó đến âm nhạc nó đến rất một cách tình cờ ngẫu nhiên mà tự nhiên người ta biết lịch sử nhiều hơn và. chính vì vậy cho nên cần phải có những cơ quan chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương cho đến địa phương thành một phong trào thống nhất chứ không phải là mạnh ai nấy làm như thời gian vừa qua thì cũng hướng là làm hướng là thôi và. không có sự bắt buộc mà. Vâng. Qua cái thông tin của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương thì đúng là với mấy cái kết quả sau cái đợt thi cử các em học sinh sinh viên về cái môn lịch sử như vậy mà cái kết quả nó thấp như vậy, tôi tạm gọi nó thảm họa trong thi cử về môn <laughs> lịch sử thì nhạc sĩ Minh Châu có thấy cái băn khoăn gì về trước một cái hiện tượng văn hóa đáng nhẽ những cái thế hệ trẻ, thế hệ nối tiếp là các bạn phải thuộc lịch sử Việt Nam hơn nước ngoài đúng không ạ? Nhưng mà đứng trước một cái vấn nạn như vậy thì nhạc sĩ Minh Châu có những cái băn khoăn gì? Đây thậm chí là không phải là băn khoăn mà là những cái trăn trở nữa. Vâng cái đó nó kèm theo với lại cả một cái sự có những cái lỗ học vâng. về mặt đạo đức ở trong cái cái giới trẻ hiện giờ đó vâng. thì châu nghĩ nó cũng xuất phát từ giáo dục thì chúng ta cần coi lại cái nền giáo dục của chúng ta châu có cảm giác là hầu như chúng ta đã hoàn chỉnh được cái giáo dục về trí dục vâng, vâng. và thể dục nhưng về đức dục coi bộ không ổn vâng, vâng. tại vì ba cái nền giáo dục đó nó phải đi song song với nhau giáo dục về trí lự trí dục vâng. giáo dục về cái sự dũng cảm sự mạnh mẽ đó là thể dục vâng nhưng mà cái đức dục lại là cái quyết định mà. như trong những cái tiêu chuẩn của người Việt Nam Châu vẫn đặt chẳng hạn của chàng trai nước Việt Châu vẫn đặt là cái nhân trí dũng nhân mà. luôn luôn đứng đầu mà. anh có trí anh có dũng nhưng mà anh không có lòng nhân thì anh là đại họa cho xã hội anh có lòng nhân mà ví dụ anh không có trí hoặc là trí của anh kém thì ít nhất anh cũng là một người hiền đó thế thử cái, cái 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 quan trọng nhất là vẫn là cái đạo đức đi hàng đầu mà, mà đôi khi cái nền giáo dục chúng ta bao nhiêu năm qua có thể chúng ta quá chú trọng về vấn đề về lý trí thành tựu cái trí dục của chúng ta tốt mà thậm chí là học sinh của chúng ta rất mạnh mẽ nhưng mà có cảm giác là đức dục không ổn tức là cái đạo đức của mỗi một học sinh của một con người trong xã hội mà chúng ta đã thấy nhanh nhản Bây giờ càng ngày nó có những cái có những cái chuyện mà chúng ta không thể hiểu nổi tại sao mà là có một cái số người nó đông đến như vậy, nó tha hóa đến như vậy ở trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề mà để giáo dục về đức dục của con người Việt Nam mà như chúng tôi là làm âm nhạc thì rất là muốn là góp phần vào cái vấn đề làm thế nào để con người Việt Nam nó trở về với cái truyền thống tốt tốt đẹp, cái nhân cách tốt đẹp vốn có của người Việt Nam từ bao đời nay mình rất muốn là người ta đưa người ta về cái đó thì như nãy anh khương có nói là như là âm nhạc thì cũng thể nó chỉ là phần nào thôi nhưng mà thật sự châu châu lại nghĩ châu lấy bản thân của mình và những người à, bạn của à. mình từ cái thời học tiểu học đến bây giờ nhắc lại thì là người ta vẫn còn rung động rõ nét với là Ai chi lăng chi lăng chi an tiếng ai hò reo vang trời à. rồi người ta vẫn là toàn dân nghe trang sơn hà nguy biến người ta biết đến cái hội nghị dân hồng mà người ta nhớ lịch sử một cách rất là chắc chắn chỉ bằng những cái giai điệu bởi vì sao chúng tôi sẽ bằng tất cả khả năng cố gắng của mình để dùng những cái giai điệu để đưa những cái sự kiện nó đi vào tâm hồn người ta một cách tự nhiên nhất và nó thấm đẫm nó nằm sâu nhất ở trong tâm hồn người ta thì tôi nghĩ là tưởng là nó mơ hồ nhưng mà thật sự ngay chính bản thân mình cũng giống như cái thế hệ anh em bạn bè của mình. Đến bây giờ từng cái sự kiện lịch sử Ở à, cái hội nghị dân hồng nó như thế nào, ừ. cái Bạch Đằng Giang ở trên sông Bạch Đằng này ông Ngô Quyền rồi ông Trần Hưng Đạo đánh trận nào vào trong thời gian nào thì tự khắc khi người ta nghe cái bài hát người ta thích, cái cái tên người ta biết tìm hiểu a, à, đó thì người ta sẽ nhớ cái sự kiện lịch sử một cách nó rất là vững chãi. Vâng. À ý kiến của nhạc sĩ Vũ Hoàng về vấn đề này sao? Như bản thân tôi là một gốc, tôi là một giáo viên. đó tôi thấy một điều như thế này là trong uh, hoạt động ngành uh, giáo dục của chúng ta có một sự sơ cứng, thiếu cái sự chuyển đổi, thiếu một cái sự cập nhật và do đó là cái tình trạng nó dẫn cho đến cái tình cái kết quả như cuộc thi vừa qua. Bộ Giáo dục Đào tạo đã thừa nhận cái số lượng mà thí sinh nó bị hỏng thi ở cái môn đó và nói là đúng là đau lòng. Mà đây là một sự nó kéo dài cho tới hôm nay. Thế thì bây giờ này đã đến cần đến lúc phải nhìn lại. Chúng ta cần phải có sự chia sẻ và có một cái một cái kế hoạch thậm chí là chuyển đổi giáo khoa. Về, về vấn đề lịch sử và đất nước của chúng ta để làm sao như phạm văn khương vừa mới trình bày ấy, là nó gọn gàng nó có hình ảnh ấy. một cái ấn tượng cho học sinh thì học sinh mới nhớ được đúng là cần phải có sự thay đổi phải nói nếu về công tâm mà nói bộ giáo dục và đào tạo là mắc nợ các nhạc sĩ chúng tôi à. những người chúng tôi hết sức lặng lẽ trong công việc này như anh anh minh châu mà phát biểu sự đơn độc trong sáng tác để dành có những tác phẩm về, về sử ca giống như anh phạm văn khương một số nhạc sĩ khác thì rõ ràng là cái tình cảm này cần được có sự ghi nhận của các đồng chí ở trong ngành giáo dục để thấy rằng cái người bạn đồng hành của các đồng chí các thầy cô giáo đó là người nhạc sĩ chúng tôi để mà có những tác phẩm sử ca về truyền thống dân tộc đất nước thì các đồng chí phải các thầy cô giáo phải vững vàng hơn nữa phải mạnh hơn nữa hơn để mà để để chúng tôi cùng, cùng đón nhận chúng tôi à. để sự chúng ta là cùng đồng hành với nhau trong sự nghiệp này và tôi nghĩ rằng nó đây là một cái điều hết sức là hạnh phúc tôi cũng xin bổ sung thêm một vài ý kiến bên cạnh cái sự mà có rất nhiều vấn đề trong cái giáo trình vừa rồi tôi cũng thấy một cái thông tin tức là lịch sử của Việt Nam còn bị viết sai cái thông tin nó sai lệch thì vô hình chung những người giáo viên người ta đưa tới thông tin cho các em cũng là những thông tin sai đúng không ạ và tiếp theo nữa là những cái bài giảng hết sức là khô khan khô khan đến tận cùng chính vì thế cũng là một lý do các em không thể tiếp cận được thì chính vì thế làm sao từ bộ giáo dục đào tạo có những sự biên soạn sách làm sao cho hợp lý vừa với lượng kiến thức trong mỗi bài học lịch sử mỗi giờ học lịch sử và mỗi trình độ của các em trong từng lứa tuổi. Thế tiếp nữa là phải phong phú nó đi. Và bên cạnh đó thì tôi thấy là ví dụ như là nếu như chúng ta đưa như âm nhạc, giáo dục Điều. lịch sử bằng âm nhạc cũng là một cái hình thức rất là tốt đúng không ạ? Vâng. Và vâng, đường, đường và, 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 và âm nhạc. Tức là theo, theo tôi được biết là hình như là đúng. nhạc sĩ Phạm Đăng Khương có đưa ra cái thông tin là đã có những cái CD về sử ca đưa vào học đường rồi đúng không ạ? sở giáo dục thành phố hồ chí minh thì có những cái buổi tổ chức hội diễn và vâng, vâng. về văn nghệ toàn bộ như thế những cái bài hát nó đến được với học sinh vâng. nhưng mà cũng đó là một trong những đơn vị đơn lẻ nó không có một à, ch chứ, chưa chưa phải là toàn bộ cái chiều dài đất nước của bộ giáo dục mà vâng, vâng, vâng. là... chúng ta cũng thấy được cái giá trị của những tác phẩm âm ca đơn giản là khi các em học cái âm nhạc là dễ tiếp cận nhất khi em thuộc những cái ca từ thuộc những cái hình tượng trong đó thì cũng là một cái bài học lịch sử bằng âm nhạc thế và mà tiếp nữa là để khắc phục những cái tình trạng hiện nay thì chúng ta phải làm lại từ đầu để tránh cái sự từ hỏng từ cái môi trường gia đình này đến giáo dục và đến xã hội. Qua đó thì tôi thấy là nếu mà chúng ta khắc phục được tình trạng đó thì chúng ta sẽ khắc phục cái nền tảng văn hóa cho các thế hệ trẻ. Bởi vì theo tôi nhận định là nếu mà xét cho cùng thì các bạn trẻ không có lỗi chúng ta lỗi là lỗi từ người lớn, lỗi từ cả cái hệ thống giáo dục từ từ xưa đến nay, đúng không? tạo nên cho các bạn trẻ chỉ tiếp cận như thế thôi, hoặc là hệ thống giáo dục của chúng ta chưa hấp dẫn các bạn trẻ. Thế mà nếu như chúng ta khắc phục được những điều đó thì chúng ta sẽ xây dựng được một cái nền tảng văn hóa để các thế hệ trẻ biết về lịch sử Việt Nam. Khi các bạn biết về lịch sử Việt Nam thì rõ ràng là các bạn sẽ đón nhận những tác phẩm của các nhạc sĩ một cách dễ dàng hơn và các thế hệ từ nhỏ đã được hiểu về lịch sử Việt Nam thì chắc chắn là khi theo ngành âm nhạc thì các bạn sẵn sàng uh, sáng tác về sử ca một cách dễ dàng có đúng không ạ? Yeah. Và vâng. uh, châu châu tiếp nối cái ý của anh thì châu với bộ yeah, sưu yeah, như vậy. Vâng. Cái vấn đề mà anh em ở đây sáng tác những bài hát để đưa truyền tải cái tâm hồn, cái lịch sử cái ý nghĩa của những cái sự kiện lịch sử vâng. đến người nghe thì Trung nghĩ tức là làm thế nào để chúng ta chúng ta sẽ có được cái sự giao cảm vâng. để rồi mỗi bạn trẻ tự nhiên họ bị hút vào cái âm nhạc sự tức là họ nghe một bài đến sự ca việt nam họ thấy có người cha cha của họ trong đó vâng. có người mẹ của họ trong đó có người em của họ trong đó vâng. à, có ông bà trong đó đó, đó. Vâng. thì cái đó là cái mà gắn chặt theo Trung nghĩ cái sự giao cảm cái sự đồng cảm đó thì nó sẽ nối người nghe với lại cái người sáng tác vâng. nó gắn cái người nghe và cái tác phẩm vâng. nó gắn chặt đó. thì cái đó cái hiệu quả của sự ca mà nó được như vậy Thầy Trung nghĩ là chúng tôi sẽ bằng tất cả khả năng của mình Làm thế nào để tạo nên được một cái tình yêu và một sự gắn bó như vậy Và rất mong rằng nếu mà nó được tạo được cái căn báo như vệ thì chính là một cái cách giáo dục sử một cách sâu sắc nhất và sát sườn nhất mà nó thấm đẫm vào da thịt vào xương thịt vâng. của từng con người Việt Nam nhất vâng. yeah. và như vậy là chúng ta đã thấy được cái ý nghĩa và vai trò rất là lớn của sử ca Việt Nam trong đời sống hiện nay qua những cái tác phẩm sử ca thì ngoài mang đến những cái thông tin về lịch sử giúp các em có thể học lịch sử bằng âm nhạc còn giúp các em à, hiểu thêm sâu sắc về từng những giai đoạn của lịch sử đất nước Việt Nam và nêu cao cái tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc và trong cái thời gian hiện nay thì khi chúng ta mở cửa hội nhập cùng với quốc tế cùng với các nước trên thế giới đúng không? Thì chúng ta có một cái sự đề kháng với những luồng văn hóa ngoại lai vào. Thì rõ ràng là khi các em có hiểu biết về lịch sử, yêu lịch sử, yêu đất nước Việt Nam thì chúng ta sẽ có một cái sự chọn lọc rất là tinh tế trước rất, rất nhiều luồng văn hóa và không bị sa ngã và sẽ không còn cái tình trạng là cái cái môn lịch sử là mỗi lần tốt, tốt nghiệp với mấy con số rất là ít như ừ. nhạc sĩ Phạm Đăng Khương đưa ra đúng không ạ? Đồng ý nhưng mà cũng phải có cách nào để mà cho được những cái tiếng nói của chúng tôi đến được với những người có trách nhiệm rồi à. từ đó sẽ hình thành nên một cái quy định, một cái sự chỉ đạo thì à. chắc chắn trong thời gian tới sẽ có nhiều điều tốt đẹp. Vâng xin à. mời ý kiến của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Tôi thì rất là hoan nghênh bởi vì sao? Một cái công việc này anh em chúng tôi cũng đã từng sáng tác cũng lặng lẽ cho tới ngày hôm nay và trong cái hoàn cảnh mà chúng tôi là một cái một cái niềm vui là được ở đài tiếng nói Việt Nam mời đến đây để cùng tọa đàm một cái vấn đề hết sức nóng bỏng vừa là giáo dục liên quan tới âm nhạc và được lãnh vực sử ca thì phải nói rằng là cái tình cảm thì đã có rồi cái niềm vui cái niềm đau đớn ở trong lòng thì cũng đã có sẵn rồi và bây giờ chỉ còn có cái là để chúng ta truyền tải đi ra cuộc đời đi vào cuộc sống và thì tôi nghĩ rằng là trong cái giai đoạn của đất nước hiện nay vấn đề bảo tồn bảo tàng vấn đề chủ quyền dân tộc vấn đề truyền thống dân tộc tôi nghĩ rằng hết sức là cần thiết rất là quan trọng và à. điều này là cái dòng nhạc sử ca là hết sức quan trọng à. đây là một cái niềm vui một cái niềm tự hào một cái truyền thống oanh liệt của đất nước của dân tộc của tổ tiên của chúng ta nên được cả xã hội ngày hôm nay chung tay xây dựng và những người nhạc sĩ chúng tôi nguyện đồng hành cùng với tất cả các đồng chí và các bạn để chúng ta tạo được một cái hoạt động vừa mang tính chất nghệ thuật mà vừa mang chất truyền thống vừa mang ý nghĩa cách, cách mạng rất là ý nghĩa hết sức là cụ thể vâng. chúng vâng. tôi cảm thấy rất là vui vâng, vâng. À, cho xin một câu thôi dạ vâng à, xin mời tức là sao? châu và các anh em ở đây tức là muốn góp một phần vào cái cần thiết nhất của chúng ta hiện nay theo lời như là của cụ phan chu trinh đó. Dạ, cái vâng. công việc chúng ta hiện tại bây giờ cái rất cần thiết là cái gì khai dân trí chấn dân khí mình chấn hưng dân khí của mình vâng, lên vâng. rồi đến sẽ đến hậu dân sinh thì cái xã hội của chúng ta sẽ đi lên cái tinh thần dân tộc cái tự hào dân tộc cái lòng yêu nước, lòng ái quốc đó chính là chúng tôi cũng là góp một phần nhỏ vào làm thế nào để các bạn học sinh, các bạn trẻ cũng giống như công chúng ngày cái lòng ái quốc, cái tình yêu nước nó được nâng cao lên thông qua cái sự ca. Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc tọa đàm âm nhạc với chủ đề Vai trò của thể loại sử ca Việt Nam trong đời sống hiện nay thì đã phần nào giúp chúng ta có thể hiểu thêm về thực trạng và ý nghĩa của những bài hát viết về lịch sử Việt Nam. Qua đó chúng ta càng thấy được vẻ đẹp của quê hương đất nước Việt Nam, thấy được truyền thống hào hùng vẻ vang của dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Chắc chắn rằng các nhạc sĩ sẽ tiếp tục sáng tác thêm nhiều bài hát mới viết về lịch sử của dân tộc Việt Nam để khi hệ thống lại chúng ta sẽ có một pho sử bằng âm nhạc trải dài theo suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam à, thông qua những ca khúc về lịch sử thì sẽ góp phần giúp giới trẻ hiểu thêm và tiếp cận với bộ môn lịch sử việt nam một cách tự nhiên hơn nữa à, xin cảm ơn các nhạc sĩ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình hôm nay